say that to be legal. Mình đã lắp xong, mình đã làm xong nha. Mình đã đấu vào rút ra rồi, anh em nào nhu cầu cần dây điện lắp vào xe không nông, xe độ chế thì sẽ liên hệ với mình. Thì mình có làm sao cho anh em, thì cho anh em nhu cầu đặt hàng nha. Cứ dài bao nhiêu, kích thước bao nhiêu và cách làm như thế nào mình sẽ bày cho, với lại sẽ đặt làm theo yêu cầu cho mọi người. Ok, khi nào anh em nhu cầu cần đặt hàng thì cứ liên hệ nhé, để comment inbox ở bên dưới, mình sẽ báo lại cho anh em, với lại mặt hàng của mình làm sẵn. Bên đây.